Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin của kênh XC Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, không quân Việt Nam hiện đang sở hữu 3 loại máy bay chiến đấu chủ lực là Su-27, Su-30 MK2 và cường kích tấn công Su-22 đã được hiện đại hóa, thuộc các biến thể M3, M4 và UM. Trong đó, Su-27 và Su-30 MK2 là loại máy bay chiến đấu hạng nặng tầm xa, Mặc dù SU-22 là chiến đấu cơ hạng nhẹ, một động cơ, nhưng tiềm năng hiện đại hóa cũng không còn. Ở thời điểm hiện tại, các cường quốc không quân đều duy trì hai loại chiến đấu cơ hạng nặng và hạng nhẹ để bổ sung cho nhau trong thực hiện nhiệm vụ thấp, cao, xa gần, vừa tiết kiệm chi phí, vừa phát huy được khả năng của những chiến đấu cơ hạng nhẹ khi chiến đấu ở độ cao thấp và trong nội địa hiện nay đối tác quốc phòng chiến lược và là nhà cung cấp máy bay chiến đấu chính cho Việt Nam là Nga, đã không còn sản xuất máy bay chiến đấu hạng nhẹ một động cơ. Chiến đấu cơ nhẹ nhất của họ cũng là MiG-29 hoặc MiG-35, được xếp vào chiến đấu cơ hạng trung chứ không phải hạng nhẹ. Hai loại chiến đấu cơ hạng nhẹ chúng ta cũng có thể tiếp cận là Texas của Ấn Độ và Saab JAS-39 Gripen của Thụy Điển. Ấn Độ là đối tác chiến lược của Việt Nam, nhưng Texas của bạn có thời gian phát triển đã 40 năm, tính năng hoạt động chưa ổn định. Khách hàng chính của Texas là lực lượng không quân Ấn Độ cũng đang nghi ngờ tính năng loại chiến đấu cơ này. Còn chiến đấu cơ SAAB ZAS-39 Rupen của Thụy Điển, mặc dù được biên chế trong không quân một số quốc gia, nhưng động cơ và phần mềm chính của máy bay thuộc quyền sở hữu của Mỹ. Vũ khí mà ZAS-39 sử dụng chủ yếu là của châu Âu. Điều quan trọng nhất là cả GAS-39 và Texas đều chưa được thử thách qua thực chiến. Chưa kể tới việc, chiến đấu cơ hạng nhẹ một động cơ hiện nay đang là của hiếm trên thị trường vũ khí quốc tế. Hiện nay loại chiến đấu cơ hạng nhẹ phù hợp nhất có thể đáp ứng các yêu cầu của không quân nhân dân Việt Nam. Đó chính là chiến đấu cơ F-16V do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo. Đây là phiên bản mới nhất của dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ F-16 nổi tiếng của Mỹ. F-16 có chiều dài 15m, sải cánh 9,96m, bán kính tác chiến khi mang đầy đủ vũ khí là 550km, tầm bay khoảng 4.200km khi mang bình sang phụ. Tuy chỉ có một động cơ, nhưng máy bay có thể đạt vận tốc trên Mark 2, tốc độ leo cao 15.240m trên phút, có khả năng đánh chặn tốt. Tiêm kích này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, không đối hải, nhiều loại bom dẫn đường thông minh khác, cùng một pháo Gatling 6 nòng, cỡ nòng 20 ly với cơ số đạn 511 viên để không chiến tầm gần. Tuy là tiêm kích hạng nhẹ nhưng tải trọng vũ khí của F16 lên tới 7,7 tấn, vượt cả tiêm kích hạng nặng Su27 của Nga. F16V là phiên bản nâng cấp của F16. Công nghệ cốt lõi mang lại sức mạnh cho F16V nằm ở radar quét mảng pha điện tử chủ động AN/APG-83 tầm quét hơn 500 km, cho phép phát hiện, phân loại mục tiêu với độ chính xác cao cùng hệ thống điện tử hàng không tiên tiến. Ngoài ra, các chùm tia điện tử được truyền đi trên nhiều tần số khác nhau sẽ khiến đối phương rất khó phát hiện, cũng như thực hiện các biện pháp gây nhiễu, giúp máy bay có thể bí mật tung đòn tấn công ở cự ly an toàn ngoài khả năng mang tất cả các loại tên lửa, bom tiên tiến nhất, F-16V còn được trang bị thiết bị bổ trợ bắn sniper, tự động phát hiện, theo dõi mục tiêu và cung cấp tọa độ GPS để dẫn đường cho vũ khí tấn công. Phi công cũng được trang bị hệ thống ngắm bắn gắn trên mũ bay, tăng khả năng tác chiến của tên lửa tầm nhiệt AIM-9X. Hầu hết các thiết bị cơ điện trong buồng lái của F-16V đã được thay thế bởi một màn hình hiển thị đa năng. Ngoài việc có thể sử dụng hơn 180 loại vũ khí khác nhau, hệ thống điện tử kiến trúc mở cho phép F16V dễ dàng cập nhật các loại vũ khí khác nhau. Ngoài việc có thể sử dụng hơn 180 loại vũ khí khác nhau, hệ thống điện tử kiến trúc mở cho phép F16V dễ dàng cập nhật các vũ khí không phải do Mỹ sản xuất, đưa nó trở thành một trong những máy bay chiến đấu linh hoạt nhất thế giới. F16V còn có thêm một tính năng đáng lưu ý khác được nâng cao khả năng tàng hình nhờ lớp phủ radar Hevgrass 2 RAM, giúp giảm diện tích phản xạ radar từ 20 đến 30%. Đối với Su-30SM, Su-30SM là máy bay chiến đấu thế hệ 4 hiện đại của Nga, được nghiên cứu chế tạo bởi tổ hợp công nghệ hàng không EKOS, tập đoàn Sukhoi. Su-30SM có chiều dài 21,9m, sải cánh 14,7m, vận tốc cực đại Mark 2.0, có thể mang 8 tấn vũ khí với 12 điểm treo trên cánh và thân, cho phép triển khai đa dạng các loại bom, tên lửa, rocket làm nhiệm vụ không đối không, không đối đất và cả không đối hải. Tầm bay thực tế của chiếc máy bay này là 3.000 km với hai lần tiếp nhiên liệu trên không. Tầm bay của nó có thể mở rộng hơn lên tới 8.000 km, bán kính chiến đấu với nhiên liệu mang bên trong là 1.500 km trần bay đạt tới 17 km. Loại radar của Su-30SM là N-011M3 có tầm trinh sát tìm kiếm mục tiêu lên đến 400 km, theo dõi 200 km hoặc 60 km bán cầu sau trong chế độ không đối không. Phát hiện mục tiêu nhóm xe tăng cách từ 40 đến 50 km, mục tiêu tàu khu trục cách từ 80 đến 120 km có thể theo dõi đồng thời 15 mục tiêu và dẫn tên lửa hạ tới 4 trong số đó cùng một lúc. Su 30SM được lắp cả các tổ hợp định vị mục tiêu hồng ngoại, mũ bay tiên tiến, màn hình hiển thị đa màu LCD và các tổ hợp đối kháng điện tử tối tân. Đặc biệt Su 30SM đã có bản nâng cấp là Su 30SM2. Cải tiến đầu tiên của Su 30SM2 là động cơ lực đẩy trên động cơ mới sẽ tăng 16%, trong khi độ bền cũng gấp đôi. Máy bay sẽ có thể hoạt động trong khoảng 4.000 giờ mới cần trải qua quá trình đại tu sửa chữa lớn. Trong khi đó, khối lượng và kích thước của động cơ cũng không tăng lên. Trái tim của máy bay sẽ trở nên tiết kiệm hơn, tương ứng với việc tiêu thụ cùng một lượng nhiên liệu thì Su-30SM sẽ có thời gian làm việc lâu hơn trên không. Chưa dừng lại ở đây, hệ thống điện tử hàng không của chiếc tiêm kích hiện đại hóa còn hoàn hảo hơn. Đáng chú ý nhất chính là thiết bị định vị quang học tiên tiến và radar N035 IBIS tối tân của Su-35. Với động cơ AL-41F1S có kiểm soát vector lực đẩy 3 chiều, đi kèm cặp cánh mũi, độ linh hoạt của Su-30SM2 thậm chí còn lớn hơn Su-35S. Ngoài ra, nhà máy chế tạo còn tiến hành hoàn thiện quá trình điều chỉnh máy bay để lắp đặt vũ khí siêu thanh mới nhất, cũng như tên lửa không đối không và không đối đất tầm siêu xa. Thưa quý vị và các bạn, mang F-16V và Su-30SM để so sánh là tương đối khập khiễng, bởi vì F-16 là tiêm kích hạng nhẹ, còn Su-30 là tiêm kích hạng nặng. Nhìn chung, Su-30SM vượt trội hơn F-16V ở cả tầm bay và bán kính chiến đấu có nhiều móc treo vũ khí hơn, tải trọng mang vũ khí lớn hơn. F-16V có tốc độ leo cao tốt hơn, radar có tầm trinh sát lớn hơn. Vận tốc cực đại của hai loại chiến đấu cơ này là tương đương, đều đạt Mach 2. Tuy nhiên, Su-30SM có một ưu điểm mà F-16V không thể có đó là tương thích với các loại vũ khí hàng không và cơ sở hạ tầng hàng không hiện có của Việt Nam và giá chỉ bằng một nửa F-16V. F16V có giá 121,7 triệu USD, trong khi đó Su-30SM chỉ có giá khoảng 50 triệu USD. Trong chiến lược quốc phòng của bất kỳ quốc gia nào cũng đều hướng tới việc đa dạng hóa vũ khí nhập khẩu từ nhiều quốc gia khác nhau, bên cạnh việc tự phát triển vũ khí nội địa. Su-30SM có lợi thế lớn nhờ giá thành rẻ và việc mua vũ khí của Nga sẽ không yêu cầu nhiều điều kiện đi kèm. Với vũ khí Mỹ thì khác. Mỹ bán vũ khí thường đi kèm rất nhiều điều kiện. Ví dụ Mỹ bán F16 cho Pakistan với điều kiện không được sử dụng dòng máy bay, bay này để tấn công nước khác, hay như phi đội F16 của Iraq có nguy cơ phải nằm đất khi tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin tuyên bố sẽ rút các đội bảo trì của họ khỏi quốc gia này. Nếu Việt Nam chọn mua F16, đồng nghĩa với việc chấp thuận rất nhiều điều kiện từ phía Mỹ và phải chi một số tiền cực lớn để chi trả và xây dựng cơ sở hạ tầng cho F16. Tuy nhiên, việc sở hữu F16 có thể sẽ làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực và tránh bị đối thủ tiềm tàng như Trung Quốc bắt bài, bởi vì chúng ta có loại tiêm kích nào thì gần như Trung Quốc cũng đã có loại đó trong biên chế. Việc sở hữu F16 cũng phù hợp với nguyên lý phân công nhiệm vụ thấp cao, xa gần bởi F16 phù hợp cho các nhiệm vụ tầm thấp ở bán kính tác chiến nhỏ và rất có thể trong thời gian tới, những chiếc F16V sẽ là lựa chọn tiếp theo của không quân Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sau.